cái gia trưởng duy nhất của anh là gia trưởng về nghề nghiệp. Anh muốn cái nghề nghiệp anh là tối ưu, và đụng tới nghề nghiệp của anh là xin lỗi, là anh rất là khắt khe. Những cái gì anh suy nghĩ ra anh bắt phải làm gì được. Mỗi con người nó có một cái suy nghĩ riêng, nó có một cái bổn phận riêng, thì không thể nào mà bắt người ta phải đi theo cái hướng của mình, bắt người ta phải làm theo cái điều mình muốn. Mà nếu mà mình tự nhận mình là gia trưởng ở trong một gia đình thì mình sẽ hoàn toàn không hiểu con mình là cái gì. Mỗi lần mà con mình nó có đụng chạm thì mình được kiếp chính mà, nên nó đụng chạm với những người mà con hậu đài là con ban nhạc này kia nọ, cái đèn một tí đâu quýnh không. Để người ta nói là ông đem kiếp chánh ông Mỹ ông binh con ông này, đó là cái gia trưởng. Anh cứ hối hận hoài. Giá như cho quay lại lúc bây giờ thì không bao giờ có cái chuyện một cái bạt tay, một cái tát đối với một tí này kia, đó là chuyện hối hận vô cùng trong cuộc sống của anh. Một người gia trưởng về bản chất họ là một người rất yếu thế và tự ti. Thực ra cái người gia trưởng là cái người bất hạnh. Có nghĩa là cái cách mà anh thể hiện sự gia trưởng, tức là chính anh đang làm cho cuộc sống của anh nó trở nên bất hạnh trước khi cái người khác bất hạnh. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở nó chưa dạy mình. Như Quỳnh trân trọng chào mừng quý vị đến với Chuyện Cuối Tuần. Và Vân xin được giới thiệu tiến sĩ tâm lý Tô Nha, người cũng sẽ đưa ra rất nhiều những cái lời khuyên và lời giải đáp cho các vấn đề mà chúng ta khúc mắc. Tối ngày hôm nay thì chúng ta trong câu chuyện phím của Chuyện Cuối Tuần, chúng tôi rất là hào hứng với một chủ đề mà đã là một cái đề tài mà biết rồi, khổ lắm, nói mãi mà nói mãi vẫn chưa có hướng ra. Chúng ta cùng đến với đêm nay với một vấn đề mà những người phụ nữ Việt Nam rất là quan tâm, đàn ông gia trưởng. Và chúng tôi hân hạnh chào mừng đến với Chuyện Cuối Tuần một người tự nhận mình là một người đàn ông gia trưởng. Hiếm có trường hợp này vì chúng tôi đã tiếp xúc nhiều rồi. Hãy nghe thử nhân vật chính nói về câu chuyện gia trưởng của mình như thế nào, để quý vị nhìn mình trong đó coi có bắt gặp mình không nhé. Chào mừng đến với Chuyện Cuối Tuần nghệ sĩ Linh Tâm. Xin chào Như Quỳnh, chào Gia. Tự anh thừa nhận mình là người gia trưởng chắc là lần đầu tiên quý vị được biết, cũng như Như Quỳnh cũng hiếm có trong những quá trình phỏng vấn của mình. Thì thường con người ta đó, cái gì xấu ta ít ôm vào mình lắm, đúng không? Kể cả là 10 bằng chứng người ta cũng từ chối nữa. Thế thì trên cơ sở nào anh nghĩ mình là người như vậy? Liệu có cái phản ứng từ người xung quanh chăng? Theo anh nó có nhiều loại gia trưởng. Mà cái gia trưởng của anh anh chấp nhận là bởi vì là có khi là mình cứng nhắc ở hai cái từ gia trưởng. Và cái thứ hai là cố tạo ra vẻ gia trưởng để chứng tỏ quyền lực mình còn tới mức nào. Một ngày nào đó khi mình ra cái lĩnh nào đó, cho dù nó không phải là sự thật, mình muốn làm cho nó lố một chút xíu. Và khi mình bị cái lực lượng bên cạnh nó chống đối lại, có nghĩa là quyền lực mình đã tiêu. Thì lúc đó coi như mình không còn gia trưởng nữa. Anh chấp nhận gia trưởng ở cái khoảng đó. Vấn đề đây là anh Tâm, anh không có định nghĩa gia trưởng là xấu. Đúng rồi, người ta nói đến gia trưởng tức là bản thân cái người đó người ta bị thâm căn cố đế cái tính đó rồi. Và cái tính đó lấp phiền người khác lắm, làm người khác khó sống lắm. Chứ con này là ảnh biết mà, thậm chí còn tiết chế nữa. Đó là lý do mà mình nghĩ là có thể trong cái định nghĩa của anh Tâm á, cái từ gia trưởng nó khác. Nhưng mà không phải anh Tâm định nghĩa đâu. Bây giờ mình sẽ phải trả cái từ ngữ này nó về đúng cái nghĩa gốc. Thưa quý vị, rõ ràng là nếu như mà chúng ta chiết tự ra thì chúng ta sẽ thấy là gia trưởng chỉ đơn giản đó là chỉ một cái vị trí của một cái người trong gia đình mà họ phải đứng mũi chịu sào, họ phải là cái người đưa ra quyết định. Người ta gọi là gì, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Và ở đây thì tùy vào cái cách tề gia mà hạnh phúc gia đình anh có hay không. Nhưng từ đó cho thấy rằng là cái gia trưởng trước tiên ha, mình sẽ thấy rằng đó là một nhiệm vụ, một dạng trách nhiệm mà cái người nam giới trong xã hội ngày xưa họ phải thể hiện. Tuy nhiên khi mà người ta có quyền lực trong tay rồi đó, cái người ta làm lố. Cái quyền lực đó khi mà người ta đã được ở một cái vị thế đã ở, cái điều này nó thuộc về một cơ chế tâm lý, đó là sự leo thang quyền lực. Khi mà anh tự được người khác cung cấp cho anh những cái ưu thế về cái việc ra quyết định, thì thông thường chúng ta hay ra quyết định dựa trên cái gì, dựa trên cái mưu cầu của bản thân. Và trên cái mưu cầu bản thân đó mà bây giờ nó rơi vô một cái người mà không biết yêu thương những người trong gia đình. Họ không có nghĩ cho người khác, họ chỉ nghĩ cho họ thôi. Thì bây giờ cái sự gia trưởng đó ngay lập tức là nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả tiêu cực. Đó là gì, là người khác sẽ bị áp chế, người khác sẽ cảm thấy rất là bức bối, người khác không được lắng nghe. Và người ta sống chung với anh, người ta buộc phải chiều theo ý của anh. Thì rõ ràng là nó quá bi kịch. Như vậy thì thực ra cái chuyện gia trưởng nó xấu hay tốt á, nó lại nằm trong cái diễn biến của cái việc đó. Giống như cái từ cái bước đầu mà Tô Nha nói đó, anh nghĩ là chắc là anh nằm trong cái khoảng là giống trong gia đình, quản lý gia đình đó. Phải có một cái người cầm chịch. Phải có một cái người giống như trên một chiếc thuyền, phải có người thuyền đúng trưởng rồi. Chính xác. Nhưng mà gia trưởng ở cái quyền lực muốn một là một hay là hai, cho dù cái đó đúng hay sai, bắt người ta phải đi theo hướng của mình thì anh có như vậy không? Không có vậy hả? Anh không có chuyện thế đó. Thì bây giờ em xin phép hỏi câu hỏi này cũng hơi tế nhị ha. Khi mà có một cái cuộc chia tay diễn ra
Thì Phạm, đầu tiên tất nhiên người ta bên ngoài cũng ai chu gầm giường nhà mình mà biết lý do tại sao, nhưng đầu tiên người ta hay nói là lỗi cũng là do người đàn ông trước, tại vì anh là người quản lý cái gia đình mà, đúng không? Chính xác. Rồi thế thì trong cái lý do ngày đầu tiên người ta hay đưa ra, ngoài cái chuyện là ngoại tình là khả năng cao nhất, thì khả năng thứ hai người ta nói do cái người đàn ông nó quá gia trưởng. Đúng. À, tức là đàn áp quá người phụ nữ của mình, con cái mình, bắt buộc không để ý tới cái sự tổn thương người phụ nữ, vân vân. Thì anh thì đã chia tay rồi, cái chuyện này cũng đã công khai, đúng không? Nếu em hỏi câu là có hay không một phần lý do đến từ cái cuộc đổ vỡ đó là gì, cái tính gia trưởng của mình không? Anh nghĩ một điều, nếu mà cái chuyện chia tay của anh thì không phải nằm ở chỗ anh gia trưởng. Có một điều mà anh cũng rất là thoải mái. Hồi xưa đó, khi mà còn đi hát mà giống như là mình chỉ lấy đoàn hát làm cái nhà của mình, lên đên sông nước này kia nọ, thì anh sống nó là nương tựa vô đoàn hát. Còn nếu mà mình gia trưởng thì khi xin lỗi nha, nó cũng phải có căn cơ. Đúng. Rồi nó có một cái gì đó ổn định. Đúng. Thì lúc đó mới nảy sinh cái chế độ gia trưởng nó ra. Đó mới có không gian để thể hiện quyền lực. Bây giờ ở chung đoàn hát, bây giờ thể hiện kiểu gì? Bây giờ đúng. Em phản biện cái này không đúng. Tại vì chưa chắc là do anh lên đên sông nước theo đoàn hát, hay là nhiều người ta làm những cái nghề di chuyển như là tiếp viên hàng không này ha, hay tàu thủy và tàu viễn dương. Nói vậy đâu phải là gì người ta không có điều kiện trong nhà mà không gia trưởng. Có nhiều anh 6 tháng mới về nhà một lần. Nhưng về nhà là đá thúng đụng nia, không có gì hài lòng hết. Rồi bắt cái cô vợ không được ăn mặc thế này thế nọ, không được nói chuyện kiểu này kiểu kia, không được can thiệp tài chính, thì đó cũng là gia trưởng đó. Đúng, chính xác. Dạ, thì cái này thực ra thì tất nhiên những chia sẻ của anh nó là xuất phát từ cái sự trung thực của mình thôi. Chính xác. Như chúng tôi cũng nói, hiếm có người tự nhận mình gia trưởng. Đúng. Cái điều này thực ra thường chỉ đúng nhất từ miền quê, anh biết không? Cái người phụ nữ sống cạnh mình và những cái chịu đựng của họ mình không có biết. Nhưng ở đây là trong một chương trình mà chúng tôi nghĩ rằng là vì anh Linh Tâm là một người rất là cởi mở, chúng tôi thử hỏi thôi. Chứ còn bắt anh phải trả lời mình gia trưởng đến đâu thực ra là một bài toán không khó. Vậy thì em muốn hỏi anh là thực ra khi mà chúng ta có một cái kết luận nào đó về bản thân mình á, thường nó đi từ hai phía. Một đó là cái yếu tố nội tại, tức là từ bên trong tôi tự thấy tôi là cái người như vậy. Hai đó là do dư luận bên ngoài, tức là tôi gặp nhiều người và tất cả mọi người đều dành cho tôi một cái nhận xét như vậy. Vậy thì cho em hỏi là đã có ai bên cạnh đời anh nhận xét ở đúng á, bây giờ nói tới Linh Tâm là mình thấy rõ ràng là ổng gia trưởng. Có bao giờ người ta nói anh vậy không? Anh không nghe nói câu đó. À. Nhưng mà có nghe con câu cũng không biết có giống không à. Gần giống gì là giống như bà xã trước của anh đó. Dạ. Hay nói anh giống ba Tô Anh Nguyệt. Cổ hữu là hậu độc đoán lạm quyền. À hả? Đúng rồi. Ủa, giống là gì giống hả? Thì đó kiểu vậy. Không, nếu như mà chị Thu mà chỉ tả anh giống ba Tô Anh Nguyệt thì là kiểu vậy, nghĩa là rất là gọi là quy củ lề lối áp đặt. Vậy là gia trưởng rồi còn gì nữa? Thì là gia trưởng. Nhưng mà nó vui thôi. Bởi vì đó có một điều là anh phải nói là anh nói, bởi vì nó cái gia trưởng nó có, nếu mà người ở ngoài thì có nhiều cái điều kiện nữa thể hiện cái gia trưởng. Nhưng mà với anh á, cái gia trưởng duy nhất của anh là gia trưởng về nghề nghiệp. Anh muốn cái nghề nghiệp anh là tối ưu, mà đụng tới nghề nghiệp của anh là xin lỗi, là anh rất là tới khắc cùng. Khe khắc khe vô cùng. Cái đó nó thường quá. Nó không có, nó không có, người ta sẽ không thích. Nhưng anh muốn là phải làm, anh muốn là phải làm đi, rồi sai anh sửa. Bản thân anh đó, anh có gia trưởng đến con cái mình hay không? Anh thì anh rất là ủng hộ con thì nên đi một con đường của nó. Anh nói thí dụ nha, Linh Tý đi, hồi xưa đó ví dụ như anh gia trưởng, anh bắt nó phải đi hát cải lương. Nhưng bây giờ Linh Tý đi đóng phim, đi ca nhạc mà Linh Tý không hát cải lương. Nếu anh gia trưởng anh bắt buộc phải đi theo con đường của anh. Rồi bé Thu Tâm. Nếu mà anh gia trưởng anh bắt buộc những cái gì cũng đi theo hướng của anh thì Thu Tâm phải đi hát. Nhưng bây giờ là Thu Tâm đậu đại học. Rồi Thu Tâm có gia đình ở bên ngoài. Thì đó là cái những chuyện mà chứng tỏ là anh chắc có lẽ là anh không liệt anh vô cái hạng gia trưởng đó được. Thế gì mà anh đánh giá về cái tính cách đó trong xã hội ngày nay ở đàn ông khác, theo anh là cái đó nó có xấu không? Có cần phải loại trừ, phải ra khỏi? Điều đó là chính xác rồi. Mỗi con người nó có một cái suy nghĩ riêng, mỗi con người nó có một cái bổn phận riêng, thì không thể nào mà bắt người ta phải đi theo cái hướng của mình. Bắt người ta phải làm theo cái điều mình muốn. Đó là cái điều rất là vô lý. Ở cái thế kỷ 21 này. Anh, nhưng mà vẫn có đàn ông gia trưởng. Vậy thì bây giờ ở tư cách một người đàn ông mà anh cũng không có ủng hộ lắm cái việc gia trưởng, mặc dù anh nhận ra là mình cũng có gia trưởng chút đỉnh ha. Vậy thì em nghĩ là anh đủ khách quan đó. Vậy thì cho em hỏi, theo anh á, vậy thì tại sao đàn ông ta gia trưởng? Anh đã nói từ đầu, không muốn thể hiện quyền lực thôi. Không muốn thể hiện quyền lực. Đơn giản anh nói thí dụ như anh, tại sao lúc đầu anh chấp nhận gia trưởng là bởi vì nhiều khi anh cũng muốn thể hiện quyền lực. Thử coi mình còn power ở trong gia đình không. Anh, vậy thì tại ai mà đàn ông gia trưởng? Cái ở cái phương diện mà bạn bè nó cũng có một cái phần trong đó tác động. Nếu mà mỗi đêm đang nhậu mà có điện thoại reo lên, tao nói dịu dịu cơ, dịu cơ, dịu cơ, rồi là dở kêu rồi. Nó nói dịu cơ là bắt đầu mình thấy mình nhục rồi. Tại vì mình, tại sao những người bên cạnh mình không ai kêu hết, nó nhậu thoải mái mà mình lại dịu cơ. Thành ra mình cứ rồi thể hiện
tao không nghe nè. Thì ở một cái phần mình muốn chứng tỏ với bạn bè mình cũng có, muốn chứng tỏ gia đình cũng có. Cái thái độ mà người đàn ông khi mà ở trong gia đình thì dứt khoát phải là number one. Bản thân như mình đến giờ phút này mình đã trải qua bao nhiêu là thăng trầm trong cái chuyện mà tìm hiểu trai gái ha. Mà đến giờ phút này mình vẫn sợ khi gặp một người đàn ông mà mình thấy thấp thoáng có cái tính đó. Thực ra nhiều người người ta có cái tính đó thì người ta ít giấu được lắm. Ngay khi trong quá trình yêu đương người ta bộc lộ rồi, người ta kiểm soát. Người ta kiểm soát từ chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện đi, chuyện đứng. Người ta kiểm soát tư duy của mình luôn, từ cái ước mơ, từ cái suy nghĩ của mình. Thậm chí có nhiều người trường hợp kỳ khôi lắm, kể cả những cái sở thích, ví dụ như cô này cô thích trong thể dục đi, cô thích mấy cái môn mà nó thiên về nhảy múa, thì đối với nhiều ông đó là những cái môn nó không được, cô không được chơi môn này, cô phải chơi những môn kín đáo đó. Ví dụ như âm nhạc cũng vậy, cô nghe giùm tôi bolero nhạc quê hương, ví dụ như, tức là có những ông can thiệp khủng khiếp vậy đó. Đó thì bây giờ quay lại cái với lại tiến sĩ tâm lý Tonya nè, cái quá trình mà để cho một cái người đàn ông từ nhỏ lớn để trở thành gia trưởng nó xuất phát từ đâu? Và ở ngay cái đoạn này mình cắt ngang ra thì liệu một người đang gia trưởng có thể khiến cho họ bớt đi và triệt tiêu cái đức tính đó hay không? Sao ta? Nó lại là một câu chuyện dài nha. Trước tiên mình chỉ muốn nói cái điều này đặc biệt quan trọng nè. Thực ra chúng ta nghĩ về người gia trưởng là chúng ta nghĩ về người hổ báo, ồn ào, rồi thể hiện những cái quyền lực rất là quá đáng, đúng không anh? Nhưng về cơ chế tâm lý, một người gia trưởng về bản chất họ là một người rất yếu thế và tự ti. Vì chúng ta không tin vào bản thân mình cho nên chúng ta không cho người khác cơ hội đàm phán. Chúng ta không có tin vào bản thân mình cho nên chúng ta không có dám chấp nhận những cái gì đó mà nó vượt ngoài sự hiểu biết của mình. Cho nên cái cách mà để tôi có thể control được, tức là tôi làm chủ được cuộc chơi là gì, là tôi cấm. Và tôi áp đặt cái mong muốn của tôi, tại vì cái mong muốn của tôi là tôi biết. Tức là khi người ta cảm thấy bị yếu thế, yếu thế ở đây là bao gồm cả về kiến thức, về trải nghiệm. Cho nên là cái cách của họ là gì? Cái cách của họ là thể hiện một cái sự cấm đoán. Và cấm đoán chính là gia trưởng. Đó là cái mà mình hiểu đầu tiên. Để thực ra vậy nè, để cái người mà lỡ mà xui á, mà phải ở bên cạnh một người gia trưởng, hãy hiểu về điều này. Để nếu như thực sự mà bên mình cạnh đỡ được, đúng không? Bên cạnh cái việc mà mình bực bội vì ảnh gia trưởng, nhưng mà còn lại vẫn là một cái tình cảm quá lớn, mình vẫn muốn gắn bó với cái người đàn ông này, hoặc là có nhiều lý do để gắn bó, thì chúng ta sẽ cùng hỗ trợ để họ được sống hạnh phúc. Bởi vì trong cái chuyện này nè, thực ra cái người gia trưởng là cái người bất hạnh. Có nghĩa là cái cách mà anh thể hiện sự gia trưởng, tức là chính anh đang làm cho cuộc sống của anh nó trở nên bất hạnh trước khi cái người khác bất hạnh. Thì anh rất là bất hạnh. Và khi mà mình hiểu điều này thì có vẻ như là cái việc mà thay đổi á, nó cần sự trợ lực từ rất là nhiều bên. Đó là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai, vẫn phải khẳng định trong bao nhiêu câu chuyện của chuyện cuối tuần thì không có tự dưng mà có một cái người trên đời này tự nhiên thành gia trưởng. Gia trưởng là một kết quả mà trước tiên vẫn phải nói là từ gia đình. Từ gia đình, đó là từ giáo dục gia đình. Một cái người đàn ông gia trưởng có thể đã phải trưởng thành trong một gia đình mà người bố rất gia trưởng, hoặc là người mẹ là một người rất là độc đoán. Đúng. Và khi nuôi dưỡng một đứa con trai thì cái anh con trai đó trong cái sự vùng vẫy và cố tìm lại cái quyền lực của mình thì ảnh thành ra một cái nếp như vậy trong tính cách. Và đó là cái mà những cái cô con dâu phía sau lại phải thụ hưởng cái kết quả đó. Như vậy thì từ giáo dục gia đình chúng ta sẽ tạo ra những đứa trẻ mà trong tương lai nó sẽ trở thành người gia trưởng hay không. Và điều này thì nó lý giải cho chúng ta một cái điều là tại sao nam giới phương Đông thường lại bị gắn với cái từ gia trưởng. Bởi vì nó liên quan đến cái bối cảnh sống của phương Đông nhiều hơn. Đó là cái điều mà thuộc về căn cơ. Cái thứ hai là gì? Như mình đã nói là bởi vì chính họ không có năng lực. Như vậy thì bây giờ để anh bớt gia trưởng, thực ra anh phải gia tăng năng lực. Anh phải hiểu biết nhiều hơn, anh phải cởi mở hơn, anh phải sống một cách nó rộng mở hơn, anh kết nối nhiều mối quan hệ. Cái tự nhiên cảm thấy tự tin thì mắc chứng gì anh gia trưởng nữa. Đó là cái điều thứ hai. Cái thứ ba, nói gì nói, mình không muốn đổ thừa cho phụ nữ, nhưng đàn ông không thể gia trưởng nếu như người phụ nữ không cho phép. Đúng không anh? Giờ cưới nhau về thì để ra một ông chồng gia trưởng trong 10 năm. Thế thì những cái năm đầu hôn nhân bạn đã làm gì? Cái người phụ nữ đã làm gì trong cái cuộc giằn kéo đó? Còn nếu như mà Quỳnh nói là không, tự nhiên 9 năm anh sống rất yên bình, năm thứ 10 anh mới gia trưởng, thì anh bị sang chấn tâm lý rồi. Anh bị một cái cú sốc gì đó quá lớn, thì lúc này cái người này là cần được đi trị liệu rồi. Và ngược lại, để một cái người mà đang rất gia trưởng mà họ không gia trưởng, nó cũng không phải là chuyện sớm chiều luôn. Thế tôi đặt vấn đề thay đổi. Bây giờ như Quỳnh đặt vấn đề ngay cho tất cả những chị em đang xem chương trình tối nay. Nghe tiến sĩ tâm lý Tonya nói hay lắm ha. Nào là làm gì có chuyện đàn ông gia trưởng nếu chúng ta không cho phép. Nghe hay lắm. Nhưng thực chất có rất nhiều chị em phụ nữ ngay khi bước vào cuộc sống hôn nhân đã thấy được người chồng mình gia trưởng rồi. Nhưng mà cái cuộc đụng độ để mà giải quyết được tới nơi tới chốn việc đó, đa phần phụ nữ chọn cái cách là gì? Im lặng đúng không? Im lặng, chịu đựng. Tại vì họ biết rằng cái đụng độ này chỉ biết tới sẽ đưa tới tan nát nhiều hơn. Thì thôi anh. Anh thì anh phải nói là anh tâm đắc với cái câu của tôi nha, là phải cởi mở, phải sống như thế nào trong một gia đình. Ví dụ như mình là gia trưởng là mình tự cô lập mình ra một cái đẳng cấp khác.
tại sao mình cứ thắc mắc một điều, tại sao con cái nó không đến nó tâm sự với mình, tại vì nó không xem mình là bạn. Nó bị cách biệt ở chỗ đó rồi. Mà nếu mà mình tự nhận mình là gia trưởng ở trong một gia đình, tất nhiên là mình sẽ phải tách rời cái vị thế ra, chứ mình sẽ hoàn toàn không hiểu con mình là cái gì. Anh đã từng đau khổ về cái đó. Giống như hồi xưa đi theo đoàn hát này kia nọ, thì lúc đó Tý ở gần, Thu Tâm thì chưa có, thì ở gần trong đó thì nhiều khi ví dụ như trong đoàn hát mà có rất nhiều con nít với nhau, rồi cứ mỗi lần mà con mình mà nó có đụng chạm, thì mình là kép chính mà, nên nó đụng chạm với những người mà con hậu đài hay là con ban nhạc này kia nọ, cái đàn thằng Tý đâu quýnh con, cái quýnh dằn mặt người kia để người ta nói ông này ông kép chánh, ông ỷ ông binh con ông này kia, đó là cái gia trưởng. Không biết con mình đúng hay sai, anh cứ hối hận hoài. Giá như cho quay lại lúc bây giờ thì không bao giờ có cái chuyện một cái bạt tai hay một cái tát đối với thằng Tý này kia nọ. Đó là điều anh hối hận vô cùng trong cuộc sống của anh. Anh nhìn con mà anh thấy anh rất là hối hận. Anh thí dụ đi, hồi nhỏ anh được một lần đi chơi về, cái anh bắt anh nhốt vô phòng, hơi vũ lực chút xíu. Một là con ở trong phòng này luôn, hai là ba sẽ trói con lại vô cái canh giường, nó mở cửa mà trói con lại, nó có chịu cái nào. Đóng cửa lại, nhưng cái đó nó nhớ. Đúng rồi anh, nó nhớ. Thành ra cái cách dạy của mình nó hơi bị bạo lực quá. Đó có là một trong những người gia trưởng. Em có bên anh, nhưng mà lúc đó tại thời điểm đó thật sự anh cũng không nghĩ ra được cách thứ hai. Đúng. Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó. Thì cái người đàn ông gia trưởng đáng lý ra họ sẽ phải có một cách nó ngọt ngào hơn, đúng, nó mềm mại hơn, nhưng họ không có năng lực để đúng, họ có cái phương pháp thứ hai, thứ ba, thứ tư để họ chọn. Đúng. Họ chỉ có mỗi cái đó thôi. Đúng. Nhưng mà cái này sự thật nãy giờ thì nói chuyện với anh Linh Tâm có một cái điều may mắn là kể cả dù mức độ nhiều hay ít thì anh thừa nhận hết. Cái đó rất là hay. Nhưng hiện nay riêng với cái bệnh gia trưởng thì như mình thấy cái xác suất không có một cái phần trăm nào kỳ vọng ở người đàn ông mà có cái tính đó mà họ thừa nhận hết á. Người ta không thừa nhận người ta có vấn đề đó. Đúng rồi. Cho nên cái cách tiếp cận đó là một cái quá trình cực kỳ khó đối với những người đó. Bạn phụ nữ thường có hai cách thôi cho đến thời điểm này. Một là người ta âm thầm chịu đựng vì quá yêu, hoặc người kia có những cái ưu điểm khác, ví dụ người kia là người mà chăm chung thủy, chăm lo gia đình, kinh tế tốt, sống tự có hiếu. Đấy là ngoài cái gia trưởng ra cái gì cũng thì tốt những hết. Cái gì cũng tốt hết. Nhiều người họ chọn cách là thôi kệ, coi như mỗi người không có hoàn hảo. Cái cách thứ hai là người ta có những người thì người ta sẽ bỏ đi. Tức là người ta không có muốn quá trình đấu tranh nào diễn ra ở đây, tại vì họ biết đấu tranh sức đầu mẻ trán cũng chẳng để làm gì. Họ sẽ âm thầm nghĩ thế này nè, nếu người đàn ông không thay đổi thì họ đổi người đàn ông, chứ họ không có chọn cái cách là đấu tranh. Thì cái mà đang mắc mối là cái ở giữa này. Như mình nhiều khi vẫn hay quan sát cái vấn đề này, nó không chỉ là chuyện của một người đâu, nó chuyện của cả một cái thế hệ và của dòng giống giới tính luôn á. Phụ nữ mà ngồi với nhau á thì thường khi mà tâm sự bỏ qua những cái chuyện lớn như chuyện ngoại tình hay là chuyện thói hư tật xấu, thì cái mà gia trưởng hầu như là cái hầu như gia đình nào cũng có. Đúng. Cơ may mới có một cái gia đình mà hai vợ chồng thấu hiểu, anh nói em nghe, em nói anh nghe, hai bên cùng hỗ trợ tương tác, anh cổ vũ những giấc mơ của em, và ngược lại hiếm lắm. Đối với Á Đông không có luôn. Và cho đến giờ phút này, vì cái hai lựa chọn như Quỳnh vừa nói là một là chịu đựng, hai là bỏ đi, thì cái khúc ở giữa là khúc đấu tranh làm sao để từng bước tiệm cận đến kết quả của mình, thì mọi người đang rất bế tắc. Như Quỳnh nói đúng thật là bây giờ đang có hai cái nhóm phản ứng nó rất là rõ. Một là người ta đổi người đàn ông, người đàn ông không thay đổi thì tôi sẽ đổi người đàn ông. Thế thì cái người phụ nữ mà dám đổi người đàn ông là cái người làm chủ được đời mình, là cái người họ tin vào bản thân mình. Và nếu ok, nếu như mà tôi đàm phán với anh không được thì bây giờ tôi đổi, có điều là như vậy nè, trước khi đổi người đàn ông thì mình hãy thử làm những cái cách để anh nhận ra là anh đang có vấn đề như vậy nè, và em cũng thực sự muốn anh thay đổi để chúng ta tiếp tục. Mà nếu như mà mình nói rồi á mà cũng không được nữa, mà không được á, thì cái việc bạn đổi là một giải pháp. Thực ra mình không kỳ thị chuyện ly hôn trong những trường hợp này, bởi vì bạn được quyền chọn một người để bạn sống hạnh phúc mà. Chính xác. Như vậy thì cái vấn đề ở đây là người đàn ông có thể không đổi tính, nhưng mà cái người phụ nữ tự có chịu trách nhiệm về đời mình. Đó là cái chuyện mà không có ai sống thay bạn. Chứ bây giờ bạn không được chơi cái trò này. Mình thấy đây là một cái cách mà nó không fair play ở phụ nữ nè. Tức là vẫn phụ thuộc kinh tế, vẫn phụ thuộc niềm vui, vẫn phụ thuộc vào gia thế của cái người đàn ông đó, vẫn mong muốn người đàn ông đó cưu mang mình, nhưng đồng thời bạn đòi là anh không được gia trưởng. Ủa chơi vậy ai chơi lại quý vị? Ở đây mình không có ý định rằng là bạn khổ bạn không được kêu, nhưng mà như vậy nè, bạn phải nhận ra tại sao bạn khổ. Và nếu như bạn nhận ra và bạn nói không, bây giờ giữa những cái khổ này thì tôi chịu cái khổ này, tôi chịu cái khổ bên cạnh một cái người đàn ông gia trưởng hơn là cái khổ về kinh tế, hơn là cái khổ mà tôi sức bất sang bang ở bên ngoài, hơn là cái khổ mà tôi phải tự cán đáng dông gió cuộc đời. Thôi tôi vẫn ở yên đây nè, anh lo đi, rồi bởi vì anh là người lo nên anh được quyền. Ủa bây giờ tôi bỏ ra tôi lo cho cô thì tôi cũng phải có một cái quyền lực nhất định, đó là chuyện bình thường mà. Vậy thì ở đây nó là một cuộc chơi thôi. Bây giờ bạn chọn luật chơi nào và sức bạn chơi tới đâu. Nếu như mà bạn không, tôi tự chơi cuộc chơi đời mình,
thì bạn thay đổi người kia không được thì bạn đổi người thì cũng là một giải pháp. Còn nếu bạn nói không, bây giờ tôi rời khỏi cuộc hôn nhân này tôi đâu. Không được, tôi đổi người, bây giờ tôi đổi ai mà tôi cũng không biết sao đổi, mà tôi cũng không làm được. Như vậy thì bây giờ bạn sẽ phải chấp nhận một cái luật chơi mà ở đó cái sự ràng buộc đó là như vậy. Còn ai mà coi như là có vốn lớn nữa đó thì chơi cuộc chơi ở giữa, là chơi cái cuộc chơi mà không, em vẫn đang làm chủ đời em, nhưng mà em vẫn muốn gắn bó với anh, nhưng mà em vẫn muốn anh thay đổi. Như vậy thì ok, em sẽ có những cái cách để em tác động đến anh, và em cũng sẽ có sự đủ kiên nhẫn để anh thay đổi mỗi ngày một chút, một chút, một chút. Thì bởi vì cái cuộc chơi này ở giữa luật chơi nó quá khó đi, nên người chơi nó ít. Hôm nay mà nếu mà nói về mình phê bình người gia trưởng thì không đúng, mà mình đang tìm cách lái người gia trưởng làm cách nào đó để cho cái cho nó hài hòa. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là dẫn gia trưởng đúng trường hợp. Đúng rồi. Và vẫn phải tôn trọng ý kiến người khác chứ không được là như trong gia đình tôi là gia trưởng thì là mọi thứ tôi phải quyết định hết. Hoặc là tôi là gia trưởng thì tôi có quyền làm đủ mọi chuyện, mọi người ở đây không ai có ý kiến. Cái gia trưởng đó đúng là mình bài xích, mình nên không có tuy nhiên cái đó được, nhưng mà mình phải chấp nhận một điều là phải cho đàn ông gia trưởng ở cái trách nhiệm thuyền trưởng. Đúng rồi, đúng rồi. Ở cái trách nhiệm làm chủ gia đình. Chứ không phải là ở cái trách nhiệm là muốn mọi người đều phải làm theo ý của mình. Thực ra là vậy nè, có thể em hơi bị bệnh nghề nghiệp cho nên em nhìn cái người gia trưởng là một đối tượng cần được giúp đỡ. Cái này em nói thật sự, bởi vì tại sao mình đề cập nhiều đến cái vai trò của người phụ nữ ở đây. Vẫn phải khẳng định với khán giả là tôi vẫn đứng về phía phụ nữ, bởi vì trước hết tôi cũng là phụ nữ và tôi hiểu phụ nữ phương Đông các bạn vật vã như thế nào. Nhưng mà vậy, nếu như cái người phụ nữ đó họ dám quyết á Quỳnh, và họ quyết đúng á, làm gì còn cơ hội cho anh kia anh lạm quyền. Chính xác. Cái người đàn ông họ lạm quyền được lần thứ nhất và lần thứ hai, lần thứ ba là vì sao? Bởi vì lần thứ nhất họ đưa ra ý kiến, không ai nói gì họ hết trơn á, mọi người làm theo. Cái lần thứ hai cái cũng làm theo, nhưng mà làm tới lần thứ hai cái quạo rồi, tại sao cái gì anh cũng quyết thay em. Nhưng đến lần thứ ba đó bạn cũng không quyết nữa. Và đặc biệt là bây giờ cái người kia mà họ dừng quyết định đi thì bạn lại không đưa ra quyết định, hoặc là bạn quyết định sai. Như vậy thì thực ra nếu như muốn một cái người đàn ông mà họ bớt sự áp đặt, thì những cái người còn lại á phải đưa ra được quyết định đúng. Giống như là cha mẹ và con cái, tại sao cha mẹ hay áp đặt con cái? Bởi vì rõ ràng những đứa con nó quyết sai, nó quyết định sai, nó chơi với một đám bạn mình không yên tâm, thì mình mới bắt đầu la rầy nó, hoặc là nó chọn một cái gì đó mà mình cảm thấy trời ơi con ơi đầy nguy cơ, tại sao con vẫn chọn. Nhưng nếu như đứa trẻ đó nó chọn đúng, nó có kế hoạch, nó chín chắn, chúng ta đâu cần can thiệp đâu. Cha mẹ nào không thích con mình coi như bây giờ người ta mới nói cái câu là con hơn cha là nhà có phúc. Đơn giản là vậy thôi, mình sợ nó không hơn mình nổi thôi. Cho nên nó hơn nổi thì vẫn ủng hộ nó. Cho nên em nghĩ nó là câu chuyện hai chiều, tức là bản thân cái người gia trưởng cũng phải đúng như Quỳnh nói, phải nhận bệnh, phải dám nhận bệnh, và phải hiểu rằng là mình cũng cần khắc phục để mình gia tăng cái chất lượng cuộc sống. Nhưng mà những người xung quanh muốn một cái người bớt gia trưởng thì chính chúng ta phải đi tự tìm lại quyền lực của mình. Bạn tự trao quyền lực của bạn cho người ta mà. Bạn không có thể hiện cái chính kiến, bạn cũng không thể hiện năng lực, thì bây giờ trong gia đình cũng phải có người quyết chứ. Giờ không ai quyết hết thì bây giờ tôi làm chồng làm cha thì tôi vẫn phải ngồi lên tôi quyết. Mà khi tôi quyết thì tôi nói rồi đó, tôi chỉ quyết cái tôi biết thôi, và tôi muốn mọi người theo ý tôi thôi, thì nó thành ra chuyện gia trưởng. Thế bây giờ để nói với khán giả của chuyện cuối tuần đó, bằng kinh nghiệm của mấy mươi năm cuộc đời của mình, cũng đã trải qua sóng gió của hôn nhân, rồi cũng làm người cha, cũng tự biết điều tiết tính cách của mình đó, thì anh Linh Tâm có lời gì cũng nói với cái giới mày râu đang xem chương trình này về cái lối ứng xử trong gia đình hoặc là với người thân của mình, làm sao để nó hài hòa? Như từ đầu anh đã nói, có nghĩa là anh không có phủ nhận mình là một người gia trưởng. Anh vẫn là gia trưởng, nhưng mà cái gia trưởng của anh là cái quyền lực đó để muốn con tàu đi đúng hướng. Chứ không phải là mọi thứ tôi bắt buộc mọi người phải làm theo tôi. Đó là điều anh, giống như anh cũng trao đổi với tất cả đấng mày râu của anh. Anh nhớ một điều, ít nhất là trong gia đình mình phải tỏ ra một cái gì, đừng có khắt khe quá. Đối với người phụ nữ, nó không khắt khe quá có nghĩa là có khắt khe nhưng mà nhẹ lại chút xíu. Thường nó khổ một cái, ra đường thì thích phụ nữ ăn mặc rất là đẹp, rất là hở hang, mà về nhà em ăn mặc kín đáo, cái đó là một điều rất là không chấp nhận được. Tại sao mình nhìn người khác được mà không cho ta nhìn vợ mình, trong khi vợ mình đẹp mà. Nhưng hồi xưa cái câu này mà em rất dị ứng nha, là dạy con từ thở còn thơ mà dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Tức là rõ ràng ngay khi mà ông bà mình thấy không, cái chuyện vợ mà dạy này nọ, là nghe có vẻ cái yếu tố gia trưởng này là coi như cái phần mặc nhiên trong cái căn tính đàn ông rồi đó. Không, bây giờ nếu mà nói căn tính đàn ông, cái câu đó nó được đọc như vậy nè Quỳnh, là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở nó chưa dạy mình. Có nghĩa là
là gia trưởng đúng nghĩa, tại vì rất là sợ một cái cuộc đàm phán như vợ, cho nên dập luôn ngay từ đầu. Như là chúng tôi đã trao đổi, cái quan trọng nhất nếu chúng ta nhìn một cách nghiêm túc về vấn đề này như một căn bệnh tâm lý ở một mức độ nào đó, thì nếu như các quý ông nào đêm nay có xem, tất nhiên chúng tôi cũng nghĩ rằng nên mở ngoặc luôn. Nếu các quý chị cũng có cái đức tính này thì chúng ta cũng nên biết là thừa nhận mình cũng có thể chưa hoàn hảo ở cái điểm này, trong khi những điểm khác đang rất là trọn vẹn. Thế thì đâu có cái gì khó để mình từ từ mình nâng cấp mình lên. Cái xã hội hiện đại mà, khi chúng ta sống mà hài hòa, biết kính trên nhường dưới, trong ngoài êm ấm, thì được khen hơn rất nhiều, và cái thành tựu đó đáng quý hơn rất nhiều, đáng ca ngợi hơn rất nhiều việc chúng ta áp đặt người khác để có một cái cuộc sống ấm êm. Thì cũng giống như những chia sẻ của anh Linh Tâm ngày hôm nay, chúng tôi nhìn thấy ở anh sau bao nhiêu năm làm nghệ thuật và sống cuộc đời mình, giữ cho mình được một cái phong thái rất trẻ trung, rất yêu đời, một cái nguồn năng lượng nó rất là hào sảng. Thì đó cũng là một biểu hiện của việc khi mình dám nhìn nhận mình là ai và mình sống trên cuộc đời, đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà có điều anh cũng thắc mắc, tại sao gọi là ông gia trưởng mà người phụ nữ khi mà họ lớn áp người chồng là kêu người phụ nữ bằng gì? Cũng gia trưởng đấy, nhưng mà chúng cũng là gia trưởng luôn hả? Có lẽ là do cái quan niệm lâu năm của người Việt mình là người phụ nữ, nhưng là mà cái... nghĩ coi nó có không? Có, nhưng người ta không dùng người phụ nữ là gia trưởng, mà có thể dùng cái tính là hơi kiểu độc đoán, độc tài. Thực ra như Quỳnh là một cái ví dụ là gia đình Quỳnh giống như mẫu hệ, tức là giống như nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại là ông ngoại cũng nếp phía sau để bà ngoại làm kinh tế. Tới gia đình mẹ Quỳnh cũng là người làm kinh tế, do một vài hoàn cảnh thành ra. Chúng tôi không trách là trong những gia đình đôi khi người phụ nữ họ phải vươn lên, họ cầm chịch, họ cầm cái vai trò thuyền trưởng, thì cái điều đó nó cũng sẽ dễ dẫn họ sang cái tính độc tài. Thì nhưng mà như mình tin rằng những chị em nào đêm xem chương trình tối nay sẽ họ lại có khả năng uyển chuyển cao hơn người đàn ông, cho nên một khi mà chỉ cần các chị, các cô, các dì thấy chút xíu vấn đề này đang ảnh hưởng tới hạnh phúc chung của con cái và người xung quanh, họ điều tiết một chút thì lại thành ra là dễ thương. Bởi vì cái công lao của việc người phụ nữ mà cầm chịch gia đình cũng đáng để tuyên dương mà. Chính đúng xác. Không? Nhưng vậy cũng... thì đàn ông cũng phải đáng tuyên dương. Nếu mà họ gia trưởng đúng nghĩa. Và chúng tôi hy vọng rằng là ai, đàn ông hay đàn bà đêm nay xem chương trình này, chúng ta có hay không có, chúng ta tự thức nhận lại, chúng ta tự điều chỉnh một chút. Vì một chương trình thì chúng tôi cũng không thể tạo ra một cái thay đổi lớn đâu. Nhưng mà như nhiều chương trình khác, chúng tôi nhận được những phản hồi quý vị, email về, thư về chương trình. Quý vị nói rằng là điều này chúng tôi không... với anh chị không nói được với người thân của mình, nhưng mà tự bản thân mình thấy mình đã có thay đổi, như vậy là xã hội cũng tốt đẹp lên rồi, không ạ? Cảm ơn anh Linh Tâm rất nhiều đã đến với Chuyện Cuối Tuần. Có lẽ trước khi kết thúc mình nghe một khúc cải lương đi hả? Nghe lâu rồi. Nghe nghe năm mai một chút xíu thôi, tại vì nhớ cái giọng của anh đó, là khán giả cũng thích coi như mình giải trí cuối tuần đi anh. Thôi vì anh hát một câu giọng cổ này mà anh nghĩ là chắc là những người ái mộ anh họ đều đã từng nghe rồi. Thay vì hát những bài hàng câu kinh điển giống như là Võ Đông Sơ, bà Tú Hà, để hát cái câu này của riêng anh. Rồi. Để khi mà nghe khán giả này, cái tâm họ biết Linh là Tâm, đúng không? Biết Linh Tâm. Tình Tâm ơi, anh đã trở lại quê xưa, và gọi mãi tên em trong dòng lệ thương đau, trong nghẹn ngào nước nơ. Giờ tận mặt nhau thì phải gọi cố nhân, ta đành che tay cách biệt muôn đời. Nước mắt anh cạn khô và lòng anh đau đớn trăm chiều. Xuân đến tu đi mưa dầu nắng dài, những buổi cơm chiều anh cùng em ở mái. Anh vẫn sống với bài ca kỷ niệm, tiếng nhạc trầm buồn ôi đồi tim hoa xiêm. Lời hát anh vang lên giữa đêm trường vắng lặng, như tiếng giả kêu sương nức nở nghẹn ngào. Rồi, quá hay anh ơi. Dạ, đúng là một cái chất rất là Linh Tâm, đúng không? Và cùng với một cái khúc ngắn và một cũng cái đoạn nhạc mà cũng là tài năng của Linh Tâm, thì có lẽ chúng ta xin tạm khép lại Chuyện Cuối Tuần ở đây. Chúng ta rất mong sớm gặp lại anh và những câu chuyện chia sẻ rất là đời thường. Như Quỳnh, anh Linh Tâm và tiến sĩ tâm lý Tô Nha xin được chào quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.